Vẫn xuống khu vực cũ Bây nha giờ anh xuống em đây nha. chơi nào. Xuống khu vực cũ nha. Hai chim ơi. Có team bay cùng nha. Yêu cầu anh em là không được nói tục trong game này. Xin chào các bạn đã đến với kênh của Kimmy. Anh em nhớ like, share, chia sẻ, ủng hộ em pha xử lý này đi. Anh em ơi, đằng trước đằng sau có hit. Không được nói tục anh em ơi. Ta hãy bớt bớt cái mồm đi. Đằng sau có người này, đằng sau nhà kho này. Có súng rồi, quay lại chơi đi. Chưa nhận được khẩu súng nào. Súng ông. Sau kho, sau kho. Có súng rồi, quay lại cam nó luôn, bị nó cam lại. Anh em có súng hết rồi mà. Tôi không có K98 sao chơi đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vector quay lại chơi được. Thế bảo quay lại chơi với bố chạy hết ra ngoài này. Chưa Ai có ơi. súng, chưa có súng. Thử đi. Bắn thế này. Đi. Mình ra miệng nó vô thôi. Không, ý là cũng phải cam nó hiểu không? Chứ không phải là ra một mình chơi bốn đứa được. Rồi hết. Rất đen cho đội bạn. Đọc vị trí của nó đi, bị bắn rồi phải đọc vị trí của nó đi chứ. Lui nha, cứu. Để xem cứu đồng đội nó không. À, cứu thì sao? Bình tĩnh, bình Nó tĩnh. đang cứu mình Lui lên. kia rồi. Không, đang cứu em. Đi à? Và vâng. Anh em nhìn thấy pha xử lý của tôi ngọt ngào. Như là Noel rất là ngọt ngào, ông già Noel thưởng cho 4 kill. Hiện tại thì chúng ta đã sống lại với khu vực này rồi. Là núp đồ thôi. Pha xử lý rất Đó ngọt là ngào anh đi vào lòng em đất đến từ vị trí của TV. Anh em nhớ like, share, chia sẻ một pha xử lý đi. Có tiếp này. Rồi. Và vâng vâng, dăm ba con bot 5 kill thôi. Một đứa nữa ngoài gốc cây này. Gốc cây cô đơn. Nó định móc lốp các kiểu luôn đấy nhưng mà không không móc được. Ở đâu đây này? À đây. Đứng ở một vị trí quan sát trước, được không? Cứ phải biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đằng này anh em chạy bục mạng ra đấy ngắm cảnh à? Giờ đi nút đồ bình thường. Anh em lại xem hoạt hình nữa. Đây thì có hẳn rồi. Ra lấy giáp này, lấy mũ này em ơi. Ngoài này chúng nó chưa nút đâu. Nước vẫn còn đầy này. Rồi di chuyển nó bo luôn. Giáp 3 luôn này, giáp 3 này. Giáp 3 hãm giật ngoài này này. Mình không biết có team nào bay cùng mình không nữa. Ở trong kho, ở nhà kho có giáp 3 đây. Ba con bot. Được bảo vệ bờ cờ cũng không không lo lắm. Được bảo vệ bờ cờ thôi. Này cứ xử lý thoải mái đi. Để chỗ đông người cũng ok hết. Nút xong chưa? Lấy ra ba chưa? Đi này. Đi check hết một nửa này, đi xem có con người không.
xem được bo đằng sau đây chú có liệu ở đằng sau không? Không có, không thể mở cửa. Bo cắn một tí và bo đây luôn. Chú có rời, chúng nó phải vào bo hết. Lại tới bên này cho này. Chú đây này. Xem gì khu này xem sao. Đi này, khu này không có người đâu. Khu đỉnh đồi lúc nãy chết ấy là 4 5 đứa. Mà nó cũng đấy, đây này, đây này. Chỗ đây hợp lý này. Ê, nó có xe kìa, nó có xe kìa. Chuẩn bị xây cái xe nhá. Đây có xe trước mặt này. Trời. Nó đi đâu đấy? Lên trước mặt đi này. Đi rồi, thôi bỏ đi, đừng xây. Đổi vị trí ấy. Lên đi bộ, quay lên đỉnh đồi đi. Đấy, nó bắn thằng nào đây, này bắn con boss. Nó bắn con boss thôi. Xe nói cùng lắm thì cũng đổ quanh đây đi được. Mày nhà thì mở hết rồi. Nhà gỗ có trước mặt. Nó đang vào cái nhà gỗ ấy. Cái nhà gỗ ở trên đỉnh đồi ấy. Sát đây. Nó chạy lên đỉnh đồi này. Thôi đừng 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 xoáy mạnh. Ở trước mặt mình nhớ là người rồi. Mình lấy con boss. Khi nó biết mình ở đây luôn. Mark the location. Một lên nóc nhà kìa. Không, nãy nó ở trên đỉnh đồi đây cơ. Người chạy trên đỉnh đồi này. Nãy thấy nó chạy đây này. Thính nghiệm bình thường. Xuống dưới chạy treo xuống dưới xong dưới qua. Xuống dưới qua bên kia đồi luôn nhá. Qua bên kia tặng tặng toàn núi đá bên kia luôn. Tôi không cần ở trong nhà. Và núi cao mới thính như luôn nhỉ. Bên này mình từ đấy mình chạy từ bên đấy sang mà.
cho nên hiếm khi nó vòng lại bên này. Mười đứa nữa. Bắn chậm thôi nhé, lấy top 1 nhé. Lên hình cái. Mình không ai ăn đâu. Mình còn sắp 3, thiếu 3 thôi. Hình như không ai dám ăn. 7 đứa nữa kìa. Ra chỗ này còn rất rộng luôn. Ra xâm nhập cái thính luôn còn gì nữa. Vừa đi vừa cam đó. Nó không ở đây. Có ốp luôn kìa, có dùng ốp không? Này có ốp này. Ốp, tôi mới lấy cái mũ đâu, chắc là vẫn còn giáp. Ôi, có một đứa kìa. Ui. Ui, có một đứa thôi. Đợi bo vào đi thôi, thôi, nằm xuống, nằm xuống. Nãy còn 8 đứa mà giờ đợi một đứa. Đứa này có khả năng hack. Đúng không? Bởi vì còn còn bo còn rộng mà, đứa này chắc đi quét map rồi. Tôi có cúp 2, cúp 4 lên này. Cúp. Đừng nằm gần ở nhau, lui lui xa thì không sợ nó có sấy đi luôn 2 đứa. Nó không ở đây đâu. Bởi vì bắn rất rất là xa cơ. Mình nghĩ 100% nó ở trên đằng sau bên kia núi rồi. Bởi vì nếu mà bắn nhau trước mặt mình thì mình đã nghe tiếng súng. 8 9 đứa nó phải ở nửa bản đồ kia chứ. Ui, tôi mua luôn.